Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với chuyên mục Góc nhìn Gosu trên GC Channel. Chuyên mục này được chúng mình sản xuất lần đầu vào tháng 8 năm 2022, tức là năm ngoái ấy. Với những phân tích về diễn biến của giải đấu Dota 2 PGL Arlington Major, tới nay Góc nhìn Gosu đã được đón nhận và sản xuất tới số 62 trên kênh với nhiều chủ đề nội dung, cũng như góc nhìn đa dạng hơn. Và sau một thời gian dài bỏ quên Dead Game Dota 2, chúng mình rất vui được gửi tới anh em những phân tích, đánh giá cá nhân của mình về Morphling, Hero đang làm mưa làm gió tại giải đấu Bali Major 2023 trong số góc nhìn Gosu lần này. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu video, GC Channel muốn thông báo với anh em rằng bọn mình mới thành lập kênh YouTube mới có tên là Ngày Này Năm Xưa, nơi đem đến các thông tin và kiến thức bổ ích về lịch sử thế giới, nhưng theo phong cách giải trí và hài hước. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các anh chị em viewer nhé. Link kênh mới sẽ được đặt ở dưới phần mô tả. Chúng mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ thì trở lại với nội dung chính của video thôi nào. Đầu tiên, để nói về sự bá đạo của Morphling, chúng ta sẽ nhìn qua các số liệu của Hero này tại Group Stage của Bali Major. Trải qua 5 ngày thi đấu đầu tiên, Hero này vẫn vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Contest Rate khi xuất hiện trong toàn bộ 146 trên 147 game đấu đã diễn ra tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó có tới 50 lượt pick và 96 lượt ban. Với những con số đó, không quá khó để nhìn ra Morphling đang là hero thuộc diện không ban thì phải pick trong meta hiện tại. Việc lựa chọn Morphling trong lượt pick đầu tiên không phải là quyết định rủi ro gì, khi sau 2 lượt pick đầu, các team sẽ có cho mình 3 lượt ban tiếp theo để loại bỏ đi những hero có khả năng counter vào Morphling. Thông thường, các team sẽ lựa chọn ban đi Slark, Naga Siren, Anti-Mage, Pangolier hoặc là Phantom Lancer nếu first pick cho mình Morphling. Đây đều là những hero có thể lên item Diffusal Blade hoặc có khả năng burn mana, thứ sẽ ngăn cản không cho Morphling sử dụng Attribute Shift để đổi start trong combat. Hơn nữa, Morphling là hero có thể chơi tốt ở cả vị trí mid lane cũng như carry, nên việc first pick hero này đôi lúc sẽ giúp cho các team có thêm nhiều lựa chọn ở trong các lượt pick sau. Như mình đã nêu ở trước video, Morphling là carry duy nhất nằm trong top 10 hero được pick nhiều nhất tại Bali Major ở lần này. Ngay cả một carry imba như là Medusa cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 11 với 39 lượt pick. Lý do đằng sau của sự vượt trội này đến từ chiếc gậy xanh Aghanim Scepter, cho phép Morphling cướp không chỉ 20% primary attribute mà còn là spell amplification, attack speed hoặc status resistance. Tùy vào chất tướng của hero bị Morphling copy, khả năng này giúp Morphling outscale các hero carry agility dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi vừa cướp đi 20% chỉ số agility cũng như tốc đánh, một trong những chỉ số rất quan trọng đối với các hero như là Medusa, Terror Blade hay Anti-Mage. Ở bản cập nhật 7.33 gần nhất, người chơi Dota 2 đã được giới thiệu tới những hero thuộc dạng Universal. Ngay lập tức, các hero này chứng tỏ được sự bá đạo của mình khi xuất hiện ở mọi game đấu Dota 2 như là Void Spirit, Windranger hay là Magnus. Và đứng trước sự bá đạo này, Morphling cùng chiếc gậy xanh xuất hiện như một vị thần với khả năng cướp đi 40% start của đối phương. Khả năng này của Morphling còn khó để counter hơn bao giờ hết khi mà hero này hoàn toàn có thể sử dụng Adaptive Strike từ xa để phá bỏ hiệu ứng của Lincoln Sphere một cách dễ dàng. Việc bật BKB và buff Lincoln lên các core hero cũng không thể cản bước được Morph khi giờ đây người chơi hoàn toàn có thể sử dụng các kỹ năng lên các hero đang trong trạng thái BKB. Nói chung là các core hero hiện giờ cũng chán, gặp phải ông nào thợ mob thì chỉ có cách là sống chung với lũ, tìm cách êm vào các hero support bên địch trước và chờ hiệu lực của mob hết đi để quẩy vậy. Khác với những phiên bản thời xưa, khi mà Morphling được đánh giá là một trong những hard carry cần được bảo kê ở lane cực sát hay không có khả năng đi lane mạnh, Morphling trong phiên bản 7.33 lại tỏ ra rất khó để harass cũng như rất khó để giết với kỹ năng Attribute Shift tốn rất ít mana trong thời điểm đầu game. Các dân chơi Morphling thành thạo sẽ có thói quen đổi AG mỗi khi tấn công đối phương và đổi sang Strength để có lượng máu cần thiết trước sự harass của đối thủ. Quá trình đó diễn ra chỉ trong tích tắc nhưng được làm một cách thuần thục khiến cho việc đi lane đấu với Morphling trở nên không hề dễ dàng gì cả. Hơn nữa, ở phiên bản Frontier, chúng ta đã được giới thiệu tới bể sen Lotus Pool. Với Lotus Pool và Magic Stick, Morphling hoàn toàn có thể hồi đầy cả cây máu một cách dễ dàng chỉ sau một lần đổi Attribute Shift của mình. Trong một meta khác, khi offlane như là Axe hay Doom đang có xu hướng lên cho mình Vanguard đầu tiên, thì lối build max 3 điểm vào Adaptive Strike lại tỏ ra quá hiệu quả để chơi với những hero có khả năng chống chịu lượng sát thương vật lý ở thời điểm đầu game. Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến item build của Morphling.
Theo mình đánh giá, Morphling sở hữu lối lên đồ đơn giản nhưng lại thực dụng vô cùng. Hai món đồ cơ bản của Morphling là Lincoln Sphere và Manta Style chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thực dụng trong lối lên đồ của Morphling. Đối với Lincoln, đây là món đồ được Morphling lên khi phải đối mặt với những hero có kỹ năng target như là Doom, Legion Commander với Duo hay Spirit Breaker với Charge of Darkness. Còn với Manta Style, món đồ này cho Morphling từ start, tốc đánh, cho tới khả năng giải trừ các hiệu ứng xấu ngăn cản quá trình sử dụng Attribute của mình như là Silent, Spirit Vessel. Với việc hưởng quá nhiều lợi thế khi lên Lincoln Sphere hay Manta Style First Item, Morphling hoàn toàn có thể sớm tham gia vào các combat cùng team, khác xa so với những hero như là Anti-Mage hay Medusa. Trong một meta mà thiên địch của Morphling là Ancient Apparition không được các team đánh giá quá cao thì sẽ là rất khó để bắt vào Morphling sở hữu cho mình Lincoln Sphere và Manta Style. Hơn thế nữa, chiếc Aghanim Shard của hero này còn cho phép Morphling sử dụng Attribute ngay cả khi trong trạng thái bị stun, nên rất khó để các team shut down hero này sớm trong combat. Và đó là những đánh giá tổng quan của mình về sức mạnh của Morphling trong phiên bản 7.33 nói chung. Và giờ, hãy cùng thử xem các team đang triển khai chiến thuật với Morphling bằng cách nào nhé. Đầu tiên, phải nhắc đến Bad Boom với Kerry Nightfall, đại diện đến từ CIS, đang được đánh giá là đội sử dụng Morphling tốt nhất tại giải, bên cạnh đồng hương là Team Spirit. Ở vòng bảng Bali Major, đội tuyển đến từ khu vực Bắc Mỹ Nouns là trường hợp hiếm gặp khi thả cho Nightfall chơi Morphling trong cả hai game đấu. Hơn thế nữa, Nouns còn để Bad Boom pick được Undying, một trong những support nằm mạnh nhất tại giải, với bộ kỹ năng 1v2 cực mạnh ở thời điểm đi lane, cùng khả năng hồi máu rất tốt cho Morphling. Kết quả trong BO2 đó, Nightfall kết thúc với tổng 26 mạng và chỉ để lên bảng vỏn vẹn có 2 mạng mà thôi. Sự tự tin của Nouns là có cơ sở khi họ có cho mình lượt pick Anti-Mage để counter vào Morphling. Nhưng như mình nói ở trên, cùng là carry nhưng cách hoạt động của Morphling lại dễ dàng hơn nhiều so với Anti-Mage. Trong game 2 của cặp đấu đó, Anti-Mage của Yamsun kết thúc game với KDA là 151 và gây ra được vỏn vẹn 3.000 sát thương, thấp nhất trong game đấu đó. Về bản chất, Anti-Mage vẫn là một trong những phương án rất tốt để counter vào Morphling. Bằng chứng là trong trận đấu với đội tuyển ngựa ô, Quest Esports, mặc dù có cho mình Morphling nhưng Bad Boom lại không thể ngăn cản được con nhện Broodmother của Ama lên thẳng Hex phút thứ 19. Hai support của Quest Esports liên tục chơi cùng với Ama, đào sâu khu vực rừng top lane của Bad Boom, buộc Morphling phải solo chơi điện tử một mình ở dưới phần còn lại của map. Chỉ chờ có thế, Noob cùng Park kết hợp với Anti-Mage của TA2000 không cho Morphling của Nightfall cơ hội bứt lên trong mid game. Sau 36 phút thi đấu, Quest Esports trở thành đội tuyển đầu tiên thành công hóa giải được chiến thuật Morphling của Bad Boom tại Bali Major lần này. Theo mình đánh giá, Morphling ở Bali Major cũng khá giống với trường hợp của Lina tại Lima Major hay là Redpack tại TI11. Hero này hiện tại là quá tốt để first pick trong mọi hoàn cảnh. Về chiến thuật, các team vẫn sẽ có xu hướng lựa chọn đánh đổi Morphling trong hai lượt pick đầu. Nếu không pick Morphling, họ sẽ lựa chọn lấy những hero support mạnh như là Undying hay Techki để kết hợp với các hero khác để áp đảo và chơi sòng phẳng với Morphling trong giai đoạn early và mid game. Còn nếu lựa chọn chơi Morphling, các hero như là Anti-Mage hay Slark sẽ là mục tiêu cần được chăm sóc đặc biệt khi đối phương có thể pick ngay sau đó. Đối đầu với chiến thuật Morphling sẽ là vấn đề của cả team và mặt thế trận chứ không còn phụ thuộc vào bất cứ hero hay cá nhân nào cả. Một trong những quan sát mình thấy khá thú vị là các team giờ đây đã không còn lựa chọn Spirit Vessel là món đồ tiên quyết khi chạm trán Morphling nữa. Lý do đến từ việc item này đã bị độn giá lên rất nhiều nên gần như lúc support 4 có Vessel thì Morphling bên kia đã trang bị được Manta Style rồi. Anh em có thể lưu ý vấn đề này cho các trường hợp đối đầu với Morphling ở trong rank nhé. Và đó là những đánh giá tổng quan của GC Channel về hot boy của Bali Major, Morphling. Nếu anh em thấy hay và bổ ích, đừng quên để lại một like, share hay subscribe ủng hộ cho chúng mình. Vòng bảng của Bali Major sẽ tiếp tục với những trận đấu cuối cùng trước khi xác định những cặp đấu playoff vào ngày 5 tháng 8 tới đây. Nếu anh em muốn GC Channel phân tích về các trận đấu hay các sự kiện trong giải đấu Bali Major, đừng ngần ngại mà để lại một bình luận để chúng mình biết nhé. Và như thường lệ, mình là Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo trên GC Channel.